Chào mừng bạn đến với video hướng dẫn cài đặt ứng dụng mới từ CH Play trên màn hình ô tô thông minh GoTec. Trên màn hình GoTec, thông qua kho ứng dụng phong phú CH Play, bạn có thể dễ dàng cài đặt các ứng dụng mới. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem cách cài đặt một ứng dụng. Từ giao diện chính, vào CH Play từ các trang ứng dụng. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Google, bạn sẽ cần thực hiện bước này. Nhập tên tài khoản. Nhập mật khẩu. Và bấm đăng nhập. Tại giao diện chính, bạn sẽ nhìn thấy các ứng dụng gợi ý và các danh mục ứng dụng phân chia theo từng chủ đề khác nhau. Tại đây, bạn có thể lựa chọn một ứng dụng và cài đặt chúng bằng cách bấm vào. Hoặc bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để cài đặt một ứng dụng cụ thể mà bạn đã biết tên trước đó. Gõ tên ứng dụng. Chọn kết quả phù hợp trong danh sách gợi ý. Bấm vào cài đặt. Bạn sẽ cần đợi để ứng dụng được tải về và cài đặt. Điều này có thể sẽ mất một lúc, tùy thuộc vào mức độ nặng hay nhẹ của dữ liệu từng ứng dụng. Sau khi ứng dụng được cài đặt xong, bạn có thể mở ứng dụng ngay bằng cách bấm vào nút mở. Hoặc bạn có thể tìm thấy chúng ở một trong các trang ứng dụng. Tiếp theo là cách gỡ cài đặt ứng dụng. Khi bạn không còn sử dụng một ứng dụng và muốn gỡ bỏ nó, bạn chỉ cần bấm và giữ vào ứng dụng đó. Ở vị trí phần mềm ra lệnh giọng nói sẽ xuất hiện biểu tượng thùng rác. Bạn kéo ứng dụng muốn xóa vào đây. Màn hình sẽ hiện lên một thông báo hỏi bạn có muốn gỡ cài đặt ứng dụng hay không. Bấm OK để hoàn tất việc xóa. Trong trường hợp bạn bấm hủy, ứng dụng sẽ biến mất tạm thời khỏi trang ứng dụng. Để khôi phục lại, bạn bấm và giữ vào một ứng dụng gần đó rồi di chuyển nhẹ. Ứng dụng vừa biến mất sẽ được khôi phục lại trên trang giao diện. Các bạn vừa xem video hướng dẫn cài đặt ứng dụng mới từ CH Play trên màn hình ô tô thông minh GoTec. Xin chào và hẹn gặp lại!